Hi, swim. Hello chị. Hello. Ủa, cả đoàn làm phim. Rồi. Nào, anh ăn gì? Hello. Đậu hũ thi không? Gì cũng được. Chân gà hấp tàu xì này. Chân gà hấp tàu xì. Bánh cuốn sốt tương XO với cả bánh cuốn tôm thế nào không? Anh không biết. XO đúng không? Hai cái đi. Xá xì, hello xăng không lâu nhá. Ừ. Vừa mới đi họp báo phim về đó mọi người, và thực sự là hôm nay chưa ăn một cái gì cả nên là bây giờ phải đi ăn đây. Bắp cua trứng đâu? Em gọi gì em gọi? Chào mọi người đi này. Hello. Danny. Chào mọi người. Dennis. Sau ăn một trận bỏ đói cả ngày thì ngày hôm nay Dennis và Quân ăn một bữa rồi ba bữa. Ăn một bữa rồi ba bữa thật sự vì bây giờ mới là bữa đầu tiên đúng không? Đầu tiên trong ngày. Chúng được cầm hơi. Chuẩn bị ăn sáng ngày hôm sau. Chuẩn bị ăn sáng đúng không? Thiện, Dương Nghĩa Thiện. Để đây của livestream. Rồi. Không phải bị rơi cả ống đũa mọi người ạ. Mọi người chờ tí nhá, đang gọi đồ ăn một tí xong rồi chúng ta sẽ tám với nhau nha. Thịt quay là thịt xà xíu. Thịt quay là thịt xà xíu. Thịt quay ngon hơn. Thịt quay ngon hơn chứ. À gọi cái đậu đậu Tứ Xuyên đi. Đậu Tứ Xuyên ngon. Đúng không? Rất ngon. Em ăn cơm không? Em phải ăn cơm đi, anh thì không ăn cơm được nhưng em sẽ ăn cơm được. Để anh được ăn cơm. Thực ra thì khi mà em gọi cơm thì anh sẽ ăn ké với em một tí. Một chút thôi. Nhưng mà cơm nó nhiều lắm. Thì gọi một bát. Gọi một bát được mà, ở đây gọi được một bát. Đã ăn nửa bát. Có cơm chiên này. Cơm chiên sạch mặn gà. Thôi, cơm chiên trứng. Hôm nay chị Hạnh đã make up cho Quân với một cái layout Hàn Quốc một chút. Đó, nên là hôm nay không biết là vi rùa có ok không. Trộm vía. Nên là nếu mà mọi người thấy đẹp ấy thì các Lider Star hãy chụp lại và inbox cho chị Hạnh Trần nhá. Hạnh Trần make up và hãy inbox cho chị và khen chị một câu cho chị phấn khởi. Bởi vì mọi người khen các Lider Star mà khen chị Hạnh nhá thì là chị Hạnh sẽ rất rất là vui và lần sau chị Hạnh sẽ make up cho Quân đẹp như thế. Thế là đậu hũ mambo là đậu hũ Tứ Xuyên đúng không? Đậu hũ mambo thịt băm sốt canh này là đậu hũ không? Phải, không? Em cứ gọi đậu hũ Tứ Xuyên đi. Đó. Em ơi, đậu hũ Tứ Xuyên là đậu hũ mambo đúng không? Dạ đúng. Ờ, cho anh cái đấy nhưng mà ít cay được không anh? Dạ được. Giảm, giảm cay cho anh với. Mình ơi, xinh dã man. Không phải em, khen anh. Tay á, tay đã hết mập chưa? Tay hết mochi chưa? Giảm được 2 cân rồi đó mọi người. Thì Dennis nói chuyện với fan đi kìa. Chào mọi người. Hôm nay Quân make up layout Hàn Quốc, còn Dennis make up layout Maleficent. Anh làm cái khi tờ gì mà sức như sức đĩa này. Anh em ấy rồi. Cô kia, đấy có bạn Dennis Star Việt Nam để drama mới của em. Hello. Lần này là tại vì Dennis cũng không muốn đánh úp mọi người giữa đêm đâu, nhưng mà tại vì hôm nay muộn. Này, tự nhiên em cười. Hiểu không? Okay. Em vô duyên vô cùng đây nè. Ừ. Ai bảo anh tự cứ nói. Em vứt cái nét của em ở nhà rồi. À,
của Thiện đó Thiện, mày cứ ngồi bấm máy vậy, mày cũng chọn đồ cùng anh ngay anh hai anh chứ. Này cơm chiên cá cơm hay cơm chiên khúc thiền hay cơm cơm trắng nhá. Một thôi cơm trắng đi, một chút cơm trắng với nó hổ lên rồi. Ờ, mà phở ấy. Mọi người muốn ăn gì ạ? À, mọi người muốn Dennis với con ăn gì, mọi người comment. Đấy, tim kìa, tim thả cũng tục tục. Đấy, như thế dưới đây này, mọi người nhớ thả tim ở chỗ này nhé. Đây, dưới này này. Anh gọi gì rồi? Đây này, xem đi, ôi sao gọi ít thế? Ai, có ai gọi của em đâu. Củ thiếu sao rồi? Ngon đâu, gọi mấy cái món đặc sắc ấy. Gà cung bao không chưa chắc ngon đâu. Xem cái nào là gọi là best seller. Best seller, mua đấy chuẩn. Nhưng mà cái nào mình ăn ở đây mình ngon hết rồi. Ờ, hả cảo không? Ôi nhờ. Thì ăn hả cảo thì gọi đi. Ăn ngô chi để giảm cân. Các em 800k đi ạ. Bánh bao kim sa thì bây giờ là bánh bao kim sa. Bánh bao kim sa cũng được. Nhưng mà không đáng kim sa. Bánh bó rồi. Hiện tại thì Quân đang ở Sài Gòn. Và Quân sẽ ở Sài Gòn đến ngày mai thì Quân có một cái show trên Phi Lai nha mọi người. Đó là show gì nhỉ? Cái gì? Nick in show à? Mai Quân sẽ tham gia chương trình Mix In Show. Sẽ là một chương trình mà sẽ có hai nghệ sĩ tham gia cùng chương trình đó. Và Quân sẽ hát hit của bạn nghệ sĩ kia. Và bạn nghệ sĩ kia cũng sẽ hát một bài của Quân. Nghĩa là hát qua hát lại. Chà xả tắc không? Chà xả tắc á? Uống cái gì mà đã chua rồi, đã chua để giảm cân. Đúng rồi. Chà xả tắc đi. Được, đây có vẻ còn gì. Là nó giảm cân, uống một phát là xả hết mỡ luôn. Xong rồi nó tắc cái mỡ ở một cái chỗ nào đấy, người ta gọi là trà xả tắc. Thật đấy, trà xả tắc nó như thế. Nghĩa là uống vào một cái xong là nó xả hết mỡ ra, xong nó tắc lại một chỗ. Đấy. Em cứ uống đi, đặt niềm tin, đặt cân uống đi. Xin lỗi mọi người là hôm nay mochi đã hết hàng. Bởi vì quá nhiều người đặt ăn mochi nhá. Nên là không có mochi đâu, mọi người đừng order mochi. Đúng. Ăn order. Mọi người yên tâm đi, khi nào cân nặng của Quân trở lại thì Quân sẽ ra sản phẩm mới cho mọi người nhé. Chắc ở đây cho mình có một đồ kịp quay nhé. Một cái gà tàu xì, một bánh hông xa, bánh phú tôm, một bánh phú sức tôm SO. Có ai có cái đồ hủ mà bố ít cây, giờ rồi là không chắc. À, cho anh bỏ một bánh cuốn đi. Có bánh cuốn nào, có SO đấy. Bỏ cái đầu tiên. Sao? À, gọi tôm. Đi. Thì ok, cho anh gọi. Gọi cái đấy đi, em ăn thêm gì không? Không, nhiều rồi. Nhiều rồi. Thế để nguyên đi ạ. Em ơi cho gọi đồ nước uống nhá. Đồ uống gọi rồi, chả xả tắc đấy. Ba cái này hả? Không, một xả tắc, một chả cam ông chia với lại một chả xanh cho ba cho đàm. Chưa. Dạ rồi, em lắc rồi luôn, không biết nữa rồi gì hết. Lát sau đời hả? Dạ đúng rồi. Cho mình 2 giờ muốn cửa. Ủa sao bây giờ mình không bàn đêm à? Dịch chứ. Thế gọi thêm cái gì nhỉ? Còn cái gì nữa? Cho một dừa, cho một cái này nữa. Tới 12 giờ. Dừa non hạt chia gì đấy? Đây, dừa non hạt chia thôi. Nhà làm xả. Ngon đấy. Bốn nước à? Đấy, cho anh cái này đi. Dạ rồi, dừa bốn nước. Em tranh thủ làm nhanh nha, giúp anh. Sắp 12 giờ rồi. Với cả cho anh một chai la vi nữa. Dạ, không có la vi, cứ nước suối. Nước suối đó. Trời ơi, rất là nhớ mọi người đó mọi người ơi. Ngày mai thì có chương trình đó này, xong ngày kia thì Quân có một cái buổi chụp hình và một buổi phỏng vấn. Đó, xong rồi ngày mùng 10 thì Quân sẽ bay vào Đà Nẵng. Tại vì bắt đầu từ ngày mùng 10 thì cả gia đình của Quân sẽ đi nghỉ mát ở Đà Nẵng. Relax time. Và Quân sẽ đi một tuần ở Đà Nẵng liền, cho nên là các fan của Đà Nẵng hãy chuẩn bị tinh thần. Bởi vì sẽ gặp Quân và Dennis ở đâu đó trên đường phố Đà Nẵng hoặc là các cái quán ăn ngon á. Thì chúng ta sẽ giao lưu với nhau nha. Khi nhìn thấy nhau một cái thôi thì đừng nói gì. Hãy lao ra. Và nếu mà đã like the star thì chỉ cần nói là mình là like the star thôi là chúng ta sẽ lao và ôm nhau một cái nhá. Không cần phải nói nhiều. Rồi là rút máy điện thoại ra, đừng bao giờ gọi là xin là
các bạn bảo là cho em chụp một tấm, nhiều tấm vào. Đấy. Vâng, và hẹn gặp lại mọi người gần nhất đó chính là ngày 12 tại Đà Nẵng. Yes, chúng ta sẽ có một buổi offline vui vẻ trước thềm ra sản phẩm mới. Em không cần mochi, em thích quân. Ok, anh không đọc comment của mọi người à? Em nói chuyện mọi người thì nên mọi người đâu muốn nói chuyện với em. Ở đây thực ra là cái bàn này là cho tận đôi 4, 6 để 10 cái chỗ ngồi, nhưng mà bây giờ chỉ có 3 anh em đi ăn thôi mà ai cũng muốn tựa cái ghế sofa này cả, nên thành ra mọi người xem khung cảnh bây giờ là 3 người ngồi xếp vườn không nhà trống, ngồi xếp hàng ngang như kiểu phúc lộc thọ ấy. Đấy là hướng nhìn ra tất cả mọi người xung quanh rất là vô duyên đây này, mọi người thấy không? Đấy, mà cái ý tưởng này thực sự rất là điên rồ khi mà bây giờ vừa ăn mà vừa nhìn tất cả mọi người ở đằng trước. Nhưng mà thôi, ôi, mọi người khen hôm nay đẹp này. Hai anh đều đẹp này. Cảm ơn em. Đây là tóc mới của Dennis. Cái vụ lao ra chỉ giới hạn Đà Nẵng à? Ở nơi ra có được không hả anh? Em ở Đà Nẵng chưa mua chi. Mọi người nhớ nhá, hôm đấy tuy mà một buổi offline nhỏ nhỏ thôi, nhưng mà Dennis với Quân nghĩ là đấy là một món quà mà mình phải gửi đến tất cả fan miền Trung. Tại vì đợt dịch vừa rồi nhỉ, đã hoãn đi 5 lần 7 lượt rồi, nên Dennis với Quân, Dennis thì khuyên Quân là đến lúc mà mình ra sản phẩm mới thì mình hãy tổ chức một buổi fan meeting lớn luôn ở miền Trung. Mà thì Quân thì đang bảo là như thế thì thiệt thòi cho các bạn ở Đà Nẵng với miền Trung quá, thì bây giờ mình có thể tổ chức trước offline, còn sau đấy thì ra sản phẩm thì mình tính sau. Yeah. Đấy. Love you. Love you guys. Cũng có rất là nhiều bạn ấy đang hỏi Quân là đăng ký thế nào cho cái fan meeting Đà Nẵng, thì mọi người hãy xem thông tin ở trên Facebook của Quân. Quân cũng đã đăng rất là nhiều rồi, cũng có số hotline rồi, nên là mọi người có thể là đăng ký buổi offline đấy nhá. Ôi dồi ôi, có một bạn Lider Stars chính là bạn Diệp nhá. Em Diệp nhá. Anh ơi, ôm xưa rồi gặp nhau là cạp nhau luôn anh nhé. Thì không biết là cái động từ cạp của em là cạp như thế nào. Cạp nó có nhiều mức độ lắm. Cạp mạnh, cạp nhẹ, cạp vừa vừa, cạp điên cuồng, cạp cạp tượng trưng. Không, cạp tượng trưng là cái gì ấy? Tượng trưng. Cạp tượng trưng. Anh không chơi với sự tượng trưng, anh muốn nó phải thật. Cạp phong ba bạ táp nhé. Đi bộ ra Đà Nẵng được đâu em. Hello Peru. Hi Peru. Dice này. Anh cạp điên cuồng nha anh. Vẫn bảo anh Quân đòi công đạo cho Vân kìa anh Quân ơi. Rồi Thượng Liên drama ơi. Miền Nam nhưng muốn đi fan meeting miền Trung. Mọi người nhớ nha, live show của chúng ta, một live show hát ở trên mây vào ngày 1 tháng 8 đang chuẩn bị hết vé rồi đó nha. Nên là ai mà còn lưỡng lự là tiếc đó nha. Mọi người hãy đặt vé ngay đi và hãy bay đến Đà Lạt với Quân nữa nha. Trời ơi, sao nay ngon dữ vậy, bình thường tôi không ngon sao ta? À, có một cái tin, một cái thông tin này mà Quân chưa public ở trên các group, đó chính là sau khi mà bàn bạc cùng với cả ekip và phía sau ngày 1 tháng 8, thì Quân rất là tiếc rằng là các bạn đi xem show ấy thì sẽ không được livestream để được đảm bảo chất lượng đêm diễn, cũng như là các bạn sẽ chỉ được quay hình lại thôi, và các bạn có thể là up sau thôi đó, nên là không livestream được.
hoặc là nếu mà livestream thì Quân đang nghĩ xem, nếu mà livestream thì chắc là Quân sẽ chỉ livestream một chút ở trên page của mình thôi, để đảm bảo chất lượng cho cái show này, và cũng như là để đảm bảo quyền lợi cho những bạn đăng ký tham gia cả live show này. Cho nên là Quân và tất cả mọi người đã quyết định là sẽ không có livestream. Đó, sẽ không có livestream cho đêm nhạc mùa 1 tháng 8. Nên là ai mà yêu quý Quân và có thời gian cũng như là mong muốn thì hãy đến ủng hộ Quân đi. Mọi người đừng có khóc mà, mọi người có thể xem livestream ở trên page của Quân. Quân đang suy nghĩ. Đó, nên là rất là mong là tất cả mọi người đi ra xem show ngày 11 tháng 8 thì sẽ không livestream nhá. Mọi người hãy tôn trọng Quân cũng như là Dennis và ekip, bởi vì hôm đấy là một cái show theo concept, và biết đâu để cái show đấy cũng sẽ là một cái show mở đầu cho một chuỗi những show của Quân. Đó, thế và các bạn, và Quân nghĩ rằng đây cũng là một cách làm việc rất là chuyên nghiệp, một cách rất là chuyên nghiệp để đảm bảo quyền lợi cho những bạn mua vé để đi xem ca nhạc. Đó. Rồi, và bây giờ chắc là Quân sẽ ăn đây. Quân ăn một chút rồi Quân sẽ phải về nhà đi nghỉ. Để ngày mai một cái lịch làm việc rất là kín luôn. Nhá, bye bye mọi người. Thiện này, chào mọi người này. Good night. Yeah.